Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Thưa quý vị, hôm qua sau 3 ngày hội nghị với hơn 200 sự kiện lớn nhỏ, hơn 900 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, Hội nghị An ninh Munich 2024 đã bế mạc với quyết tâm tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế trước các bất ổn hiện nay trên toàn cầu. Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich Christoph Hüsgen nhấn mạnh, tất cả các thách thức hiện nay không thể được giải quyết một cách đơn phương như trong quá khứ. Các quốc gia cần phải cởi mở hơn nữa để hợp tác. Cùng thua là chủ đề của Hội nghị An ninh Munich 2024 và cũng là tiêu đề của báo cáo An ninh thường xuyên 2024 của hội nghị. Trong đó, các tác giả quan ngại căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng. Nhiều chính phủ không còn tập trung vào lợi ích của hợp tác toàn cầu. Thay vào đó, theo quan điểm của nhóm tác giả, nhiều quốc gia ngày càng lo ngại được hưởng lợi ít hơn từ hợp tác quốc tế so với các nước khác. Xu hướng này có thể ảnh hưởng đến hợp tác và làm suy yếu trật tự quốc tế hiện tại. Nội dung chương trình nghị sự trong 3 ngày qua của hơn 900 đại biểu là các thách thức an ninh toàn cầu, như tương lai của quản trị toàn cầu và chủ nghĩa đa phương, an ninh khí hậu, an ninh hạt nhân, vấn đề di cư và tương lai của trí tuệ nhân tạo, hiện trạng trật tự quốc tế, cũng như những điểm nóng toàn cầu hiện nay từ Ukraine đến Trung Đông. Tại cuộc họp ngày 18 tháng 2, chính phủ Israel đã biểu quyết thông qua tuyên bố chính thức về việc phản đối mọi quyết định công nhận nhà nước Palestine độc lập. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Israel. Tuyên bố được thông qua với sự nhất trí của đa số các thành viên nội các Israel. Tuyên bố khẳng định mọi sự sắp đặt liên quan đến người Palestine, nếu đạt được, sẽ chỉ có thể thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên mà không có điều kiện tiền quyết. Động thái được Israel đưa ra sau khi trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu bật tính cấp bách phải xúc tiến thành lập một nhà nước Palestine để đảm bảo an ninh cho Israel. Sau cuộc chiến tranh giữa người Do Thái và người Ả Rập năm 1947, Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 181 về việc thành lập nhà nước độc lập cho mỗi bên tại mảnh đất Palestine ủy trị của Anh. Nghị quyết này dẫn đến sự thành lập của nhà nước Israel năm 1948, trong khi một nhà nước chính thức cho người Palestine vẫn chưa được ra đời. Hiện về phía Palestine chưa có phản ứng chính thức trước động thái nêu trên của Israel. Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 37 của Liên minh châu Phi AU, các lãnh đạo châu lục này vừa hối thúc ngay lập tức chấm dứt cuộc xung đột Hamas-Israel, đồng thời kêu gọi đoàn kết với người dân Palestine. Các nhà lãnh đạo AU cho rằng tình hình hiện nay tại dải Gaza càng phản ánh nhu cầu cấp thiết phải cải cách hệ thống quốc tế, vốn thiếu công bằng và có quá nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Hội nghị cho rằng cần phải công nhận quyền thành lập nhà nước độc lập của người Palestine với đông Jerusalem là thủ đô, phù hợp với các nghị quyết quốc tế. Chủ tịch Hội đồng AU Musa Faki Mahamat cũng nhấn mạnh cần gấp rút giải quyết vấn đề Palestine. Ngoài vấn đề Israel-Palestine, Hội nghị thượng đỉnh AU lần thứ 37 tại Ethiopia cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về những thay đổi các chính phủ hiện nay ngay chính tại châu lục này, cũng như những bất ổn về chính trị và thể chế, tác động của biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế ở châu Phi. Cục Cải huấn Thái Lan ngày 18 tháng 2 ra tuyên bố chính thức nhấn mạnh quyết định trả tự do cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vào sáng cùng ngày là tuân thủ luật pháp và ông Thaksin đủ điều kiện để được ân xá. Theo Cục Cải huấn Thái Lan, cựu Thủ tướng Thaksin được đưa vào danh sách các phạm nhân đủ điều kiện được ân xá do thuộc diện tù nhân trên 70 tuổi, ốm nặng và đã ở tù ít nhất 6 tháng hoặc chấp hành 1/3 thời gian của bản án. Theo cơ quan này, Ủy ban xét duyệt ân xá bao gồm lãnh đạo các trại giam, đại diện Cục Quản chế, Văn phòng Ban Kiểm soát Ma túy, Cục Hành chính tỉnh và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã xem xét kỹ lưỡng những trường hợp được trả tự do. Danh sách các phạm nhân đủ điều kiện được ân xá sau đó được trình Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan để phê duyệt và gửi lại Cục Cải huấn để thực hiện. Hồi tháng 1 năm 2024, 930 phạm nhân đã được phê duyệt ân xá, bao gồm 913 trường hợp chính thức, 8 trường hợp đặc biệt và 9 trường hợp khác theo chương trình tạo việc làm và đào tạo kỹ năng. Cục Cải huấn Thái Lan bày tỏ hy vọng việc công bố thông tin một cách minh bạch nêu trên sẽ thúc đẩy sự hiểu biết của công chúng đối với quyết định trả tự do cho cựu Thủ tướng Thaksin. Ông Thaksin, 74 tuổi, trở về Thái Lan hôm 22 tháng 8 năm 2023 sau 15 năm lưu vong để đối mặt với hình phạt vì tội tham nhũng và lạm quyền khi còn đương chức trước năm 2006. Cùng ngày hôm đó, ông bị kết án 8 năm tù, sau đó được giảm xuống còn 1 năm do được Hoàng gia Thái Lan ân xá.
Ngày 18 tháng 2, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc gọi tắt là NMC cho biết đợt không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ giảm mạnh ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc, với nhiệt độ ở một số nơi dự kiến giảm tới 20 độ C. Theo dự báo của NMC, trong 4 ngày tới, nhiệt độ sẽ giảm ở hầu hết các khu vực ở miền Trung, miền Đông, với nhiệt độ trung bình hàng ngày sẽ giảm từ 8 đến 12 độ C. Trong khi đó, các vùng Nội Mông, hầu hết các vùng phía Bắc cũng như phía Đông Bắc và một số vùng phía Nam Trung Quốc, nhiệt độ sẽ giảm tới 18 độ C. NMC cũng cảnh báo về các đợt lạnh trên diện rộng với các khu vực phía Đông Bắc. Một số địa phương ở tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam ở miền Trung và tỉnh Quý Châu ở phía Tây Nam Trung Quốc sẽ chứng kiến nhiệt độ giảm tới 20 độ C. Cơ quan này khuyến cáo chính quyền địa phương cũng như các ngành như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa thời tiết băng giá để giảm thiểu thiệt hại. Giới chức Liên minh châu Âu đang cân nhắc một án phạt lên tới hơn nửa tỷ đô la Mỹ đối với gã khổng lồ công nghệ Apple liên quan tới cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh của liên minh này. Theo tờ The Financial Times của Anh hôm qua, dẫn các nguồn tin giấu tên, cho biết mức phạt có thể lên tới 500 triệu euro, tương đương với 539 triệu đô la Mỹ, và sẽ được công bố vào đầu tháng sau. Vụ việc bắt đầu từ năm 2019, khi một liên minh do Spotify, nền tảng âm nhạc trực tuyến nổi tiếng toàn cầu, dẫn đầu và đã đệ đơn trình khiếu nại lên Ủy ban châu Âu EC, yêu cầu phạt Apple về việc hãng chế tạo điện thoại thông minh iPhone này có hành động bất hợp pháp và phản cạnh tranh khi thông qua các quy định của App Store, ngăn cản các ứng dụng phát nhạc trực tuyến, thông báo cho người dùng về các lựa chọn mua hàng khác. Năm 2021, EC đã công bố một bản báo cáo sơ bộ về khiếu nại của Spotify, kết luận rằng Apple đã có hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh trên thị trường phát nhạc trực tuyến. Hiện hãng Apple chưa bình luận gì thêm về thông tin nêu trên. Ngành bán lẻ toàn cầu sẽ trở nên đa dạng, nhỏ và hiệu quả hơn nữa trong nửa thập kỷ tới, nhằm nhanh chóng thích ứng với các tình huống rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Đây là kết quả khảo sát lãnh đạo các công ty hàng đầu thế giới về kinh doanh hàng hóa và bán lẻ mới đây. Theo truyền thông Mỹ, đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi đáng kể cấu trúc của các ngành hàng bán lẻ toàn cầu. Trong khi nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng tiếp tục bị ảnh hưởng trong bối cảnh lạm phát kéo dài và áp lực sinh hoạt phí tăng cao, kết quả khảo sát cho thấy các cửa hàng lớn, khổng lồ đang trở nên không hiệu quả. Thay vào đó, lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram, Facebook và cả TikTok đang lên ngôi với sự hỗ trợ của công nghệ. Dự báo mảng bán hàng đàm thoại cũng sẽ phát triển trong kỷ nguyên của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Mặc dù vậy, các cửa hàng truyền thống sẽ không bị khai tử, mà hoạt động song hành và bổ trợ cho hệ thống trực tuyến. Cuối cùng, với sự lên ngôi của bán hàng trực tuyến và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên các thị trường hiện nay, dịch vụ khách hàng sẽ là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất định hướng sự thành công của các cửa hàng và thương hiệu. Giới chức Ai Cập mới đây đã mở cửa một khu vực mới của tòa thành cổ ở thủ đô Cairo cho du khách vào tham quan. Đây là nỗ lực của giới chức Ai Cập trong việc mở rộng dịch vụ du lịch ở quốc gia này. Tòa thành cổ này được xây dựng ở Cairo từ thời năm 1176 dưới thời chỉ huy quân đội là Salah ad-Din Ayyubi, người sau đó đã chinh phục Jerusalem vào năm 1187. Đây cũng được coi là một trong số những tòa thành cổ lớn nhất thời trung đại. Trong lần mở cửa này, lần đầu tiên du khách có cơ hội chiêm ngưỡng hai tòa tháp Ramla và Hadad, vốn được những người kế nhiệm tướng Anayubi xây dựng. Trước khi được mở cửa cho du khách tham quan, những công trình này được sử dụng làm nơi tổ chức sự kiện cũng như là nơi đồn trú của cảnh sát. Theo Bộ Du lịch Ai Cập, hiện nay tòa thành cổ này chưa nhận được nhiều sự chú ý của du khách. Giới chức nước này có kế hoạch nâng thời gian tham quan thành cổ từ 1 giờ lên ít nhất 3 giờ. Doanh thu du lịch tại Trung Quốc trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kết thúc ngày 17 tháng 2 tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt các mức ghi nhận năm 2019 khi đại dịch COVID-19 chưa bùng phát. Kết quả này có được chủ yếu nhờ nhu cầu du lịch nội địa bùng nổ. Theo dữ liệu mới được Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố, chi tiêu du lịch nội địa đạt 632,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 87,96 tỷ đô la Mỹ, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 7,7% so với mức trước khi đại dịch bùng phát. Trong đó, số chuyến du lịch nội địa tăng 34,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 474 triệu chuyến. Con số này cũng cao hơn 19% so với trước đại dịch khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày. Tết Nguyên đán là dịp lưu lượng giao thông tại Trung Quốc tăng cao với hàng trăm triệu người từ các thành phố lớn trở về quê nhà bằng đường hàng không, đường bộ và tàu hỏa để đoàn tụ với gia đình.
Số liệu của Cục Di trú Quốc gia Trung Quốc cũng cho thấy nước này có 13,52 triệu lượt khách du lịch đến và đi nước ngoài, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái và phục hồi về mức 90% so với trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Phần cuối của bản tin là tiểu mục Phong cách sống qua phần trình bày của biên tập viên Hải Thanh. Kính chào quý vị, Phong cách sống tuần này sẽ bắt đầu với câu chuyện về trí tuệ nhân tạo. Vâng, AI đang làm thay đổi âm nhạc thế giới. Bằng chứng là tại triển lãm do Hiệp hội Thương mại Âm nhạc Quốc gia Mỹ vừa tổ chức, rất nhiều nhạc cụ và công nghệ âm nhạc ứng dụng trí tuệ nhân tạo gây ấn tượng với đông đảo khách tham quan. Luthier Ommerdeutsch, người sáng lập Audi Guitar, đã sử dụng AI để thiết kế cây đàn guitar hình học tự nhiên, sau đó chế tạo theo. Ông cho biết AI đã khám phá những điều mà con người chưa nghĩ tới để tạo ra thứ gì đó mới mẻ, sáng tạo. Mặc dù có những quan điểm trái chiều về việc ứng dụng AI trong âm nhạc, nhưng ở góc độ công nghệ, triển lãm cho thấy trí tuệ nhân tạo đã mở ra kỷ nguyên mới cho lĩnh vực âm nhạc thế giới. Vâng, trong khi có những lo ngại rằng là công nghệ phát triển quá nhanh khiến cho những cảm xúc đôi khi bị lãng quên, tại một triển lãm về chủ đề tình yêu ở Madrid, Tây Ban Nha, du khách vẫn có thể tìm lại vẻ đẹp của sự lãng mạn trong thời đại truyền thông xã hội. Mang tên Love Me Fast, triển lãm trưng bày những tác phẩm liên quan tới các biểu tượng tình yêu truyền thống được thể hiện đầy tính nghệ thuật và sáng tạo. Với đôi bàn tay tài hoa của nữ nghệ sĩ người Tây Ban Nha Noemi Iglesias, những đóa hoa hồng xuất hiện đầy sống động trên các tác phẩm bằng sứ. Trong số 4 phòng trưng bày theo chủ đề về 4 khoảnh khắc trong tình yêu, căn phòng thứ 4 phản ánh thực trạng tìm kiếm tình yêu chóng vánh qua các ứng dụng hẹn hò. Bên cạnh những tác phẩm phê phán sự phù phiếm, hời hợt và xem nhẹ tình yêu trong xã hội hiện đại, nghệ sĩ Iglesias cũng mang tới các tác phẩm đầy tình yêu và sự lãng mạn. Tại Hàn Quốc thì một nhóm nhạc rapper đặc biệt vừa mới ra mắt nhưng đã nhanh chóng nổi tiếng. Mang phong cách trẻ trung và vui vẻ, nhưng các thành viên của nhóm đều là những người ở độ tuổi xưa nay hiếm. Nhóm nhạc có tên là Suni và 7 nàng công chúa do bà Park Yeom-sun, 81 tuổi, là trưởng nhóm thành lập. Ý tưởng thành lập nhóm nảy sinh khi bà Park tình cờ xem một buổi biểu diễn nhạc rap trên Internet. Nhóm tự viết lời bài hát về cuộc sống nông thôn của mình, đeo trang sức kim loại và mặc quần rộng thùng thình để biểu diễn. Nhóm nhạc này đã biểu diễn ở nhiều thị trấn và xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Đồng thời, video của họ đã thu hút hơn 77.000 lượt xem trên YouTube. Thủ đô Paris của Pháp đang tích cực chuẩn bị cho kỳ Olympic mùa hè tới đây. Một thông tin khiến cho du khách không còn phải tiếc nuối cho sự kiện này khi mà Tổng thống Emmanuel Macron vừa thông báo sẽ hủy kế hoạch di rời những quầy sách di sản dọc sông Seine, vốn trước đó được dự kiến tạm dỡ bỏ để đảm bảo an ninh. Những quầy sách cũ sơn màu xanh lá cây rất đặc trưng bày bán nhiều sách cổ, tạp chí, bản đồ, tem thư cổ quý hiếm hay đơn giản chỉ là những đồ lưu niệm. Giống như tháp Eiffel, phố sách dọc sông Seine này là một điểm thu hút khách du lịch và là nét văn hóa độc đáo của nước Pháp trong suốt hơn 4 thế kỷ qua. Vâng thưa quý vị, trong thời đại mà các dịch vụ phát trực tuyến kỹ thuật số thống trị ngành công nghiệp âm nhạc thì một sự hồi sinh cổ điển đáng ngạc nhiên đang diễn ra. Sự trở lại của băng cassette. Tại Nhật thì những cuốn băng cassette hình chữ nhật lại đang bước vào thời kỳ hưng thịnh, quyến rũ thế hệ mới đam mê âm nhạc với vẻ hoài cổ cùng âm thanh ấm áp và phong phú. Ẩn mình trong những khu dân cư đất đỏ nhất Tokyo chính là kho tàng hoài niệm này. Từ nhạc jazz đến nhạc pop, cửa hàng chuyên bán băng cassette từ khắp nơi trên thế giới. Là người đam mê phương tiện ghi âm analog, anh Taro đã mở cửa hàng bán băng đĩa cổ này. Tôi nghĩ mình có thể trở thành người đi đầu trong lĩnh vực này. Mức độ phổ biến của băng cassette đang ngày càng tăng, đặc biệt là ở những người ở độ tuổi 20 và 30, những người chưa từng trải qua thời kỳ hoàng kim của băng cassette vào những năm 1980. Thay vì âm nhạc kỹ thuật số, tôi thấy âm thanh của băng cassette rất mềm mại. Tôi cảm thấy âm thanh từ máy ghi analog ấm áp và có sự khác biệt so với đĩa CD. Gần đây, đĩa than cũng đang thu hút lượng người theo dõi ngày càng tăng. Tuy nhiên, các nhà phân phối nhấn mạnh đến khả năng cạnh tranh về giá của băng cassette có thể bán được với giá khoảng 1.000 yên, tức khoảng 6,7 đô la Mỹ mỗi chiếc. Ngày càng có nhiều người trẻ mua băng cassette và đĩa than do các nghệ sĩ họ yêu thích phát hành.
Cửa hàng phân phối cũng cho rằng xu hướng đã thay đổi đáng kể so với trước đây, khi các nghệ sĩ lớn cũng đang chú ý đến băng cassette và giá trị của loại hình này trên thị trường âm nhạc. Vì cho phép người dùng nghe nhạc bằng tai nghe không dây, nên sản phẩm cũng đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ đam mê công nghệ số. Băng cassette đang trở lại theo cách thích ứng để phù hợp với thời đại.